Dạ ở đâu chú? Phan Thiết á. Bắc Vinh đâu? Phan Thiết hả chú? Ừ. Dạ. Đi tới chú. Ở đâu? Phan Thiết là đi về trên kia Buôn Mê Thuột. Phan Thiết đi lên chảnh. Thì chú không biết nữa, nó thằng Phan Thiết. Dạ. Chắc trốn tới chảnh hả chú? Chắc không trốn lên trên đó quá. Ta nói là ở Phan Thiết. Dạ. Không biết chuồng nào nữa. Lên trên đó. Các cơ quan. Không biết nhưng mà bây giờ ở đẳng ở Phan Thiết người ta điện về báo mình hay sao chú? Nếu mà không bắt được mình ở nhà cũng bụng nghe không? Dạ đúng rồi. Dạ Minh Quận mến chào của chú anh chị đang xem kênh Minh Quận. Dạ lời đầu tiên cho Minh Quận kính chúc của chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hiện tại thì anh em cũng đang có mặt tại chùa để đưa tiện em Duyên 18 tuổi thì về nơi quả thiêu của chú anh chị, thì nghe đâu là đã bắt được hung thủ của chú anh chị. Em cũng mời chú anh chị cùng đi vào đây để hỏi thăm coi bắt được ở đâu của chú anh chị. Phía trong là chùa rất là giờ này người nhà cũng mới vừa về, cũng còn ít mấy chú cũng ở lại để đợi đằng lấy cốt của chú anh chị. Còn mấy chú ở đây để đây là quà bên đây bị hư rồi của chú anh chị. Đây cũng còn anh trai với anh trai của chị Duyên, bé Duyên cũng ở lại để đợi. À, chào anh, ừ, cho em hỏi là nghe nói bắt dính hung thủ chưa anh? Dạ dính hả chú? À, chị dính hung thủ cũng đỡ lo. Dạ ở đâu chú? Phan Thiết á. Bắt dính đâu? Phan Thiết hả chú? Ừ. Dạ đi tới chú. Ở đâu? Phan Thiết là đi về trên kia Buôn Mê Thuột. Phan Thiết đi lên chảnh. Thì chú không biết nữa, nó thằng Phan Thiết. Dạ chắc trốn tới chảnh hả chú? Chắc không trốn lên trên đó quá. Ta nói là ở Phan Thiết. Dạ. Không biết chuồng nào nữa. Dạ không biết nữa. Xa dữ là tốt trên kia, chắc trốn mấy ngày nay trốn lên trên đó. Các cơ quan không biết nhưng mà bây giờ ở đẳng được ở Phan Thiết người ta điện về báo mình hay sao chú? Nếu mà không bắt được mình ở nhà cũng bụng nghe không? Dạ đúng rồi, nghe nói hâm này kia hâm nữa. Dạ. Xuống hâm nó tìm điện mạng rồi nó hâm á, sau này không sao. Phan Thiết thì con cũng không biết, là chắc là xa lắm á. Tốt trên Buôn Mê đi lên chảnh á sao? Dạ. Thì con cháu nghĩ thì mình còn phương nghiệp cho nó. Dạ cháu là bé Duyên là cháu chú hả? Cháu. Dạ. Dạ. Còn phương nghiệp chú. Thì em cũng còn quá trẻ con. Nó còn quá trẻ. Dạ. Vừa bỏ con đứa nữa. Đó là bé gái hả chú? Dạ. Vẫn là tội nghiệp cho nó. Dạ. Đúng không? Dạ. Bỏ lại con gái 2 tuổi thì mẹ già nữa. Nhà hoàn cảnh cũng gia đình cũng khó khăn. Gia đình cũng khó khăn nhưng mà vợ chồng thì chưa ai biết được. Dạ. Cái này tình cờ như vậy thôi. Nếu mà ai mẹ buộc như vậy đâu. Dạ. Đi ăn mà, đi làm với nhau mà. Thì giờ bất ngờ chú ha. Bất ngờ. Cảnh cũng khổ. Dạ. Dạ. Ai mà không ổn. Dạ. Con mình dạ. Mới có 18 tuổi rồi. Dạ. Dạ. Ai mà không ổn. Dạ. Anh trai của Nam Duyên cũng ở đây để đợi. Đây mình đợi đang lấy cốt xong mới về hả chú? À? Mình đợi lấy cốt xong rồi mình mới về hả? Chừng nào mình lấy cốt mới về. Mình đem về nhà luôn hay là bây giờ muốn về thì về.
ai ở đây có bốn người ta làm có là công việc ta. Dạ. Còn mình không có công việc. Dạ. Muốn ở đây vui thì giúp vui. Dạ. Thì không giúp vui thì mình về cũng được, không thì ăn nhậu cũng được vậy. Dạ. Đúng. Nhậu đây thì nhậu đây. Dạ. Còn về về còn người ta bốn người ta là người ta làm. Bốn người làm công việc. Phải mình phải lấy tiền cho ta nữa. Bốn người đó. Dạ. Như như vậy đó. Cơ tay nha. Có ai gỡ không? Năm thì sàn lên. Ở chắc cái thời gian địa phương mình đây. Đây bằng lái nè anh. Tôi cũng trong lò thì cũng ai gỡ cái bóp giấy tờ đâu có cho chị. Mỹ Xuyên xuống chân. Ở đây chắc người địa phương mình đây á. Ở dưới đây á. Anh đúng xuống rồi. Đây anh mà dạ, anh không biết tên không biết nhà. Chắc mình giữ ở đây chừng hồi hồi lại tìm đó anh. Chắc hồi ta vòng vòng đây nãy ta có lời đây á. Giữ đây ở đâu cũng không ai, chỗ này đâu. Thôi cái mẹ đâu. Dân tao xuống đi là đi đi. Thôi mà hạ dân ấy, dân sụp bự đi. Tàu nè. Trong hở mã thành tây. Cái này mới xin sang địa phương mình đây luôn đó. Mẹ kia đó, 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 mẹ mình giữ đây hồi có quay lại không có thì mình trình báo cơ quan đưa giấy tờ cũng còn tiền trong nữa. Anh lụm hả? Anh trai lụm hả? À, anh trai tốt bụng anh lụm tiền bóp giữ lại giùm luôn, giữ lại giùm cũng có tiền rồi kia trong đó. Giao cho anh trai này đi, có gì khi mà có ai mà tìm cái em chỉ lại thẳng nhà luôn cái chỗ mà chủ nhà đám ma đi. Dạ đúng rồi, chào chủ nhà đi. Mới đưa cho thầy đồ sư thầy ở đây cũng được chùa để ai tới đây tìm thì mới đưa lên cơ quan gửi cho cơ quan công an. Xe mới mua có cà quẹt mới nè. Mới luôn. Mới. Dạ. Hai cái cà quẹt không luôn. Vậy là hai chiếc xe đó. Hai chiếc xe. Hôm nay quan trọng lắm á. Chút xíu nữa là tao tiện. Chưa biết là của ai. Xe này mới mua. Mới mua cảm ơn chú nha chú ơi. Chia buồn cùng gia đình. Dạ. Bên đây cũng cũng chuẩn bị đốt. Nãy giờ cũng cái này đốt bao lâu mới xong anh? Mấy tiếng lần anh? Dạ 2 tiếng. Dạ 2 tiếng. Mình cào ra ngoài hay là cào ra ngoài dạ kéo ra ngoài này chồng cũng đang đốt này cũng cầu em mong em được về nó nghỉ và chỉ được Phật. Chú cũng mất tuổi rồi giờ tôi đến chị. Đây bên phía này thì cũng còn mấy chú cũng ở lại để ai về thì về, ai ở lại thì ở lại để đợi đang lấy cho cốt của em để đem về nhà của chú anh chị, nhà thờ cũng có anh trai của em Duyên ở lại. Hồi đem về gia đình.
Không có căn cước này. Nhìn dòng ngoài này cũng nước ngập nha cô chú anh chị. Nãy đường vô di chuyển cũng khó nữa. Ngoài lộ ngập vô. Nên cũng hồi nãy lội vô. Phía sau. Sau bên đó thì ngập hết trơn. Cái đường vào nè, xe này di chuyển từ đường này đó có chú anh chị. Đường đường này xe tới đây thì mới đưa em vào trong bên trong để hỏa thiêu. Bên đó cũng có cái lò nữa, mà cái lò bên kia bị hư rồi có chú anh chị, thấy nó mục hơn bên đây. Dòng đây nãy thì nước ngập hết trơn. Anh em cũng lội vô con đường này xe chạy tuốt rồi đó luôn. Nước ngập tới rồi đó luôn. Đã có cũng ít sình nữa cô chú anh chị. Nghe ra bắt được hung thủ thì người nhà như cũng như anh em đều cũng mừng để hung thủ còn nhẫn nhơ dòng pháp lực hâm giết luôn người bạn ở cùng phòng nữa. Nên ai cũng lo sợ, sợ không biết sợ tìm về gia đình ở này kia, ai cũng lo sợ chứ. Biết sao này cũng rồi, có hai đứa bé chơi trong đây, chơi gì đó, hai con chơi gì đó hả, đục cát hả, cát dơ đó. Mấy chú cũng còn ngồi đây để chơi cũng như ăn uống đồ để cùng đợi để lấy cho cốt của em để đem về. Đây ngôi chùa cũng rất là rộng của chú anh chị. Chùa phía sau. Đây cũng như chuẩn bị xây hay sao, có chú anh chị thấy đào đồ chỗ này. Ngôi chùa rộng tốt bên kia luôn, nhìn rất là đẹp luôn. Thì video cũng khá là dài, em cũng khép video tại đây. Em cũng mong của chú anh chị đăng ký kênh, like, chia sẻ như để ủng hộ em để cập nhật nhiều tin mới nhất gửi đến bà cô chú anh chị xem. Dạ, em xin chào, hẹn lại, gặp lại ạ.